Đạt G và Du Uyên từng có mối quan hệ yêu đương kéo dài đến 3 năm. Tuy nhiên cách đây ít tháng, cả hai đã đường ai nấy đi. Kèm theo chuyện chia tay này là lời tố cáo của Du Uyên rằng Đạt G nợ nần, thích đi đường quyền với bạn gái, khiến hình ảnh của nam ca sĩ trở nên xấu xí trong mắt của không ít khán giả. Cho đến ngày hôm nay 14 tháng 7, vào đúng ngày sinh nhật của Đạt G, chuyện tình cảm của anh với Du Uyên tiếp tục dấy lên khi trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là Đạt G đi đường quyền với Du Uyên vào thời điểm cả hai công khai hẹn hò. Clip dài hơn 1 phút, quay cảnh Du Uyên đang ăn cơm cùng mọi người, nhưng ngay giây sau nam ca sĩ sinh năm 1995 hung hổ lao đến và đánh cô ngay trên bàn ăn. Giọng ca buồn của anh thậm chí còn không cởi nón bảo hiểm mà liên tục chỉ tay thể hiện thái độ gay gắt đối với bạn gái. Về phần Du Uyên, ban đầu cô hơi bất ngờ và ngồi chịu trận, nhưng sau đó cũng phản kháng. Mọi người xung quanh phải rất vất vả mới dừng được cuộc ẩu đả. Ngay khi clip được phát tán, cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả cho rằng hẳn Du Uyên đã gây ra lỗi lầm nào đó mới khiến chủ nhân hit Bánh Mì Không tức tối đến vậy. Nữ ca sĩ hiện cũng bị nghi ăn bám quá khứ khi clip nhạy cảm được quay từ năm 2019, bằng cách nào đó lại xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật của Đạt G. Tuy nhiên số đông bảo vệ Du Uyên bởi trước đó, nam ca sĩ từng vướng ồn ào hành hung bạn gái cũ. Bên cạnh đó, việc động tay động chân với phụ nữ trước mặt rất nhiều người của Đạt G là điều không thể chấp nhận. Ngay lập tức, một làn sóng chỉ trích dữ dội đã hướng về phía Đạt G với những bình luận gay gắt. Người đàn ông tồi tàn đánh người yêu mà còn đánh trước mặt bố mẹ. Xem xong clip này, ai mà còn nghe được nhạc của Đạt G thì chịu. Không chấp nhận được hành động này, xông cả vào nhà người ta, đánh đập trước mặt bố mẹ, tình với nghĩa cái gì? Sao bố mẹ Du Uyên hiền thế, Đạt G xông vào tận nhà đánh con gái như thế này mà không ai đứng lên bảo vệ, lại còn giữ tay nữa. Một số netizen quá khích đã tràn vào trang cá nhân của Đạt G, lên án hành vi bạo lực của anh chàng. Thậm chí bên dưới bài đăng mừng sinh nhật Đạt G, dân tình còn để lại rất nhiều những lời sát thương cho rằng chẳng tốt đẹp gì khi đánh đấm phụ nữ để phải vui vẻ chúc mừng. Chúc anh tuổi mới không đánh người yêu nữa. Có phải do chị Du Uyên ăn hết bánh mì của anh nên hay mới thượng cẳng tay hạ cẳng chân không ạ? Anh Đạt chuẩn bị ra bài chàng trai đường quyền hay sao? Tuổi mới mong anh đừng có giang hồ nữa, rồi có thiếu nợ thì trả đi nha. Đạt G à, tại sao lại biết cảm ơn mẹ đã sinh ra mình mà lại không nghĩ con gái người ta cũng là do ba mẹ người ta sinh ra? Chưa từng bị như thế mà tới khi gặp anh lại đánh con người ta không thương tiếc vậy. Sao ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vậy? Sinh nhật vui vẻ, đừng đánh con gái nữa nha anh. Anh Đạt đạp tuổi mới, full skill mới nha. Chúc mừng sinh nhật vua võ thuật chuyên đi đánh phụ nữ. Không những vậy, cộng đồng mạng cũng tràn vào MV Bánh Mì Không, sản phẩm âm nhạc từng vô cùng thành công được kết hợp giữa Đạt G và Du Uyên. Đa số đều thừa nhận từ đoạn clip đi đường quyền nên đã trở lại và vào xem MV Bánh Mì Không. Một số ý kiến còn sáng tác tựa đề mới cho ca khúc dựa trên scandal mới của Đạt G Du Uyên, hay có bình luận khẳng định cả hai nên xóa MV thay vì cứ mỗi lần dính phốt lại khiến cộng đồng mạng bình luận những lời khó nghe. Giữa ồn ào này, Du Uyên đã đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Cụ thể, cô chia sẻ một bài báo nói về việc bị Đạt G đi đường quyền cùng chú thích, một bài học đắt giá và trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ. Lần đầu tiên cũng là lần cuối của Du Uyên, cụ thể và rõ ràng hơn bao giờ hết để chấm dứt mọi chuyện. Đây được xem là động thái của Du Uyên trước sự việc lộ clip trên mạng xã hội. Riêng về phía Đạt G, quản lý nam ca sĩ cho biết, chúng tôi không thể xác minh người trong đoạn clip là Đạt G. Hôm nay là sinh nhật của Đạt G nên không muốn ảnh hưởng đến bạn ấy.